Mà em nghe rõ không à? Dạ nghe rõ thầy. Dạ, cảm ơn em. Thì cái mục tiêu của bài học hôm nay thì mình sẽ nắm được trình bày được ý nghĩa chức năng của các mức tổn thương tủy sống và các biến chứng thường gặp trong cái tổn thương tủy sống. Và thứ hai nữa là trình bày được các phương pháp chăm sóc hồi chức năng cho người bị bệnh tổn thương tủy sống qua các cái giai đoạn. Như em biết thì tổn thương tủy sống là một tình trạng bệnh lý của tủy sống gây mất hoặc là giảm vận động và cảm giác ở tứ chi hoặc là hai chi dưới, kèm theo các rối loạn về hô hấp, bằng quang, đường ruột, vân vân. Do yếu tố chấn thương hoặc là các bệnh lý ở cuộc sống gây ra. Như em biết thì ngoài những cái chấn thương do tai nạn lao động, tai nạn giao thông ha, do vừa hậu chứng vùi dấp lấp ha, thiên tai bão lũ hả, rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến chấn thương. Thì mà thường là những cái đối tượng mà chấn thương hay gặp phải nhiều nhất thì lâm sàng đó là những đối tượng là ở độ tuổi, trong độ tuổi lao động, những người mà có thể nói là lao động chính trong gia đình. Chỉ cần một tai nạn không may đưa đến thì một buổi buổi sáng thôi, trên đường đi làm từ từ quê ra thành phố làm thở thôi, không may thì gặp phải tai nạn chấn thương gây chấn thương và gây liệt, tổn thương tủy và liệt, có thể là liệt hai chi dưới hoặc là liệt hoàn toàn lấy chấn thương tủy cổ, thì hầu như là khả năng lao động sinh hoạt của bệnh nhân hoàn toàn như là phụ thuộc hoàn toàn vào người nhà và mất đi cái khả năng lao động đem lại cái mưu sinh cuộc sống cho gia đình. Đó là một gánh nặng rất là đau cho không những nhà, cho bản thân gia đình và cả xã hội. Về cái nguyên nhân gây chấn thương tủy sống, đó là do chấn thương là chiếm phần đào, nghiên cứu khoảng 65% người. Như những nguyên nhân mà như thầy vừa nói đó là tai nạn giao thông, lao động, tai nạn trong thể thao, chiến tranh, bạo lực, vân vân. Nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân ở bệnh lý đại cuộc sống, như viêm tủy cắt ngang, sơ tủy rải rác, lý u tủy sống, lao cuộc sống và cốt tủy viêm, các bệnh lý về máu hay huyết khối tủy thì đều gây ra những bệnh lý liệt, có thể là liệt tứ chi hoặc là liệt hai chi dưới, tùy theo cái mức độ tổn thương tủy sống. Và nguyên nhân thứ ba đó là nguyên nhân bẩm sinh mà em thường hay nghe nói là tật nứt đốt sống mà trẻ em thì nó cũng gây tổn thương. Về cái chẩn đoán thì có người ta chia ra nhiều cái vị trí chẩn đoán, ví dụ như chẩn đoán theo dựa vào mức độ vị trí tổn thương, người ta khi lâm sàng người ta chia ra là liệt tứ chi, thường là tổn thương ở tủy sống cổ ha. Thì với cái tổn thương tủy sống cổ này, liệt tứ chi này thì nó
mất vận động tự chủ hoặc là mất cảm giác từ cổ đến thân và tứ chi, gây ra là rối loạn về cái tròn đại tiểu tiện không tự chủ, ngoài cái liệt tứ chi ra thì kèm rối loạn cơ tròn, có thể là gây ra tình trạng suy hô hấp, rối loạn về huyết động ở những cái liệt cái cơ hô hấp ở ngực, cơ hoành, và rối loạn về thân nhiệt, điều nhiệt, điều tiết, điều hòa thân nhiệt, đó là giảm sự điều tiết mồ hôi và nhiệt độ và gây nên tình trạng co cứng cơ. Thì cái giai đoạn đào của chấn sau chấn thương tỷ thì mấy em biết là thì nó có một cái bài riêng nói về cái hướng cách hướng dẫn mà xử trí nhân chấn thương tỷ, chấn thương nói chung giai đoạn ban đầu sau khi bị tai nạn, thì cái nó có vài bài riêng mà nó thuộc về chuyên ngành về chấn thương thần kinh, thì về thầy không có thời gian nên thầy không chỉ nói sơ lướt qua thôi. Nếu em học bên thần kinh chấn thương thì mình sẽ nghiên cứu thêm về cái cách xử trí ban đầu. Nếu như chúng ta xử trí ban đầu tốt cho người bệnh sau khi bị chấn thương tai nạn thì bệnh nhân sẽ có cơ hội từ sau chấn thương. Thì có những trường hợp là bệnh nhân không liệt nhưng mà vô tình do người sơ cứu ban đầu không nắm được cái nguyên lý cách tiếp cận sơ cứu, như làm vô tình gây cho bệnh nhân tổn thương tỷ nhiệt nặng hơn và gây liệt. Mặc dù là mình chưa biết khi mình gặp một cái trường hợp tai nạn trên đường chẳng hạn, thì mình không biết nó có tổn thương, nó liệt tỷ không, thì trước hết đầu tiên mình phải xem xét cái vấn đề đặt tư thế bệnh nhân nằm nguyên tại chỗ bất động và thăm khám sơ bộ ban đầu, tuyệt đối không có bằng sốc liền bệnh nhân lúc đó sẽ gây nên tình trạng nguy cơ tổn thương tỷ nhiều hơn, và ta chỉ gọi xe cấp cứu đến và sau đó ta kết hợp với cấp cứu và chỉ bệnh nhân đến bệnh viện cách tốt nhất, không nên bồng bế sốc bệnh nhân tại lúc đó. Rồi về chẩn đoán theo vị trí tổn thương thứ hai nữa là liệt hai dưới, thường là nó tổn thương ở vùng thấp từ vùng lưng trở xuống. Thì trên lâm sàng biểu hiện mất vận động tự chủ hoặc là mất cảm giác hai chân, còn hai tay thì động thấp thì hai tay bình thường. Thông là một phần cơ thể bị ảnh hưởng nếu tổn thương ở phần cao của tủy sống, có thể mất tự chủ một phần hoặc là toàn bộ đại tiểu tiện, và nó có thể là có tình trạng co cứng cơ hoặc là không. Thì đây là cái hình mô phỏng đối với bệnh nhân mà tổn thương tủy cổ hoặc là tổn thương tủy sống lưng, thắt lưng vùng thấp. Và về mặt chẩn đoán thì người ta thứ hai nữa là người ta dựa vào cái mức độ liệt, là liệt hoàn toàn hay là liệt không hoàn toàn. Đối với một bệnh khi mà là thăm khám mà làm bệnh án một bệnh nhân chấn thương tủy sống thì chúng ta phải ghi nhận đó là liệt hoàn toàn hay không hoàn toàn, nó khác với cái loại bệnh liệt do chấn thương sọ não, chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não. Thì liệt hoàn toàn nghĩa là mất hoàn toàn cảm giác vận động dưới mức tổn thương, không thể phục hồi
được nữa. Thứ hai là liệt không hoàn toàn, nghĩa là còn một vài cảm giác của vận động ở dưới mức tổn thương. Đấy, này mà em lưu ý. Và thứ ba là chẩn đoán dựa vào tình trạng liệt cứng hay là liệt mềm. Liệt cứng là nếu tổn thương hoàn toàn ở vị trí vị sống trên L2 thì thường là liệt cứng. Biểu hiện của liệt cứng là tình trạng tăng cương lực cơ, tăng phản xạ gân xương, có tình trạng rung giật bằng chân và có thể có phản xạ Babinski bệnh lý. Còn liệt mềm là nếu tổn thương dưới vị trí tổn tỷ sống L2 thì thường là liệt mềm. Biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân có liệt mềm và giảm lực cơ, giảm hoặc mất phản xạ gân xương, không có tình trạng co cứng cơ. Cái này vì sao là người ta lại phân ra hai loại là liệt cứng và liệt mềm? Thì nó dựa vào cái vị trí nóng tỉ, mày biết rồi ha, nóng tỉ sống hả? Trên là 2 và dưới là 2 ha. Và trên lâm sàng thì chúng ta thường phải phân biệt cho được có 4 hội chứng tổn thương tủy sống, đó là hội chứng tủy trung tâm, đây là hình mà anh nhìn trên slide, và hội chứng tủy bên, hội chứng tủy trước và hội chứng tủy sau. Thì tương ứng mức mức độ tổn thương ở cái tiết đoạn vị trí tủy sống mà nó có những cái hội chứng tương ứng. Về hội chứng tủy trung tâm thì đây là một hội chứng thường gặp nhất, gan liệt vận động ở tay nhiều hơn chân. Mức độ phục hồi là 50% phục hồi được về vấn đề đại tiểu tiện và đi lại. Thứ hai là hội chứng tủy bên thì gây liệt vận động cùng bên tổn thương, kèm rối loạn cảm giác nông bên đối bên là đối diện, rối loạn cảm giác sau cùng bên, rối loạn cảm giác nông đối với bên và rối loạn cảm giác sau cùng bên. Thế này hôm nay lưu ý này, mới này là thường có cái trong câu hỏi trắc nghiệm dễ nhầm lẫn, và 90% phục hồi được vấn đề đại tiểu tiện và đi lại nếu như bệnh nhân may mắn mà tổn thương ở mức tủy bên này. Hội chứng tủy trước biểu hiện liệt vận động hoàn toàn và cảm giác đau nhiều, còn cảm giác sau và phục hồi về mức độ phục hồi thì kém. Thì theo giải phẫu thì tủy trước là sừng, nếu tổn thương ở sừng trước tủy sống là chi phối vận động đúng nè, rồi và tủy sau là sừng sau thì về chi phối cảm giác. Và hội chứng thứ tư đó là hội chứng tủy sau. Với hội chứng này thì tỷ lệ hiếm xảy ra ha. Thì biểu hiện lâm sàng rối loạn cảm giác sau vận động và cảm giác nông bình thường. Về lâm sàng chúng ta lượng giá về chức năng đó, nhất là về lượng giá tình trạng đau thì chúng ta dựa vào thăng điểm đau analog ha. Thăng điểm VAS. Đánh giá tình trạng có cứng cơ thì thường người ta dựa vào theo tiêu chuẩn quốc tế, dựa vào thăng điểm Hàn Quốc cải tiến.
đánh giá về tình trạng thăng bằng thì có những cái test thăng bằng đi lại đứng đi ha, thăng bằng động, thăng bằng tính, tình trạng di chuyển như thế nào, ví dụ những cái thăng điểm WC, thăng điểm đánh giá chức năng tự sinh hoạt hàng ngày thì hay dùng phổ biến đó là thăng điểm phim, đánh giá mức độ tổn thương theo thăng điểm ACI. Đây là một cái những thăng điểm mà quốc tế hóa của hội tổn thương thần kinh tủy sống Hoa Kỳ. Cái thăng điểm đau gì mà em biết rồi hả? Mức độ đau từ 0 đến 10 hả? Cái thăng điểm ác quốc cải tiến thì nếu như không có tăng năng lực cơ thì không điểm. Một điểm là có tình trạng tăng nhẹ trên lực cơ biểu hiện bằng động tác nắm và buông thả tay, có sự kháng trở tối thiểu tại cuối tầm vận động khi gặp hai duỗi đòn chi. Ở mức một cộng thì tăng nhẹ trên lực cơ biểu hiện bằng động tác nắm, có sự kháng trở tối thiểu từ giữa đến cuối tầm vận động. Và hai điểm là tương ứng với tăng trên lực cơ rõ rệt trong toàn bộ tầm vận động, nhưng vận động thụ động hết còn dễ dàng. Vận động thụ động là có sự can thiệp từ bên ngoài khi chúng ta thăm khám. Và ba điểm là tương ứng với tăng trương lực cơ rất nhiều, vận động thụ động rất là khó khăn. Bốn điểm là phần chi tổn thương bị cứng đờ ở tư thế cả gấp và duỗi, nhưng mà không còn sự đóng mở khớp. Thăng điểm ACI thì cái này là thường lâm sàng khi thăm khám là tất cả những bác sĩ đều phải học thuộc lòng cái này thì mình đánh giá, để chúng ta đánh giá nó là liệt hoàn toàn hay liệt không hoàn toàn. Thì sau này khi mới đi cái hậu điểm lâm sàng em sẽ nghiên cứu thêm ha. Thì ICI có 5 mức độ. Nhất là loại A là liệt hoàn toàn, nghĩa là mất hoàn toàn cảm giác hay vận động ở đoạn X4. Loại B là không hoàn toàn còn cảm giác nhưng còn vận động dưới mức tổn thương. Loại C là không hoàn toàn còn vận động dưới mức tổn thương. Và tương ứng trên 50% các cơ chính dưới tổn thương ở cơ lực nhỏ 1-3. Loại D là không hoàn toàn còn vận động dưới mức tổn thương, và số cơ lực ở nhóm cơ chính lấy hơn 1-3 trên 50%. Và loại A nghĩa là gần như bình thường, cảm giác của vận động bình thường. Đây là cái bản mà em cần mà lưu ý. Đây, cái tiêu chuẩn quốc tế về phân loại thần kinh ACI đây thì gồm các vận động và cảm giác ở hai bay. Ý nghĩa chức năng của các mức tỷ tổn thương như thế nào thì chúng ta nắm một số cơ bản ở những cái mức tỷ tổn thương để chúng ta giúp cho chúng ta có cái tiên lượng bệnh trong quá trình theo dõi điều trị. Ví dụ như tổn thương mức C4 trở lên thì rất khó khăn cho vận động. C5 thì có thể độc lập khi vệ sinh và ăn uống với dụng cụ trợ giúp. Tổn thương ở C6 thì người bệnh có thể độc lập hoạt động thần trên cơ thể, trợ giúp thần dưới cơ thể, có thể điều khiển xe lăn bằng tay, làm các động tác công việc hàng ngày
trong công công việc hành chính ấy, ví dụ như là văn phòng, uy tín, máy tính thì có thể người ta sử dụng được. Nếu tổn thương ở mức C7 thì người bệnh độc lập hoàn toàn trong hoàn cảnh thích hợp và có thể tham gia các trò chơi thể thao với phương tiện đã giúp như là xe lăn. Mức tổn thương từ D10 đã xuống thì người bệnh có thể di chuyển bằng này máng này nào. Đó là những cái mức tổn thương ở những vị trí người ta thường tổng kết như vậy để chúng ta giúp chúng ta có cái những cái tiên lượng trong quá trình theo dõi và điều trị bệnh. Ví dụ bệnh nhân vào mà thường như sau này mấy em đã là bác sĩ ở trường một thụ khi mà nét ạ cái cơ may mà đi theo cái ngành này á, thì anh sẽ biết hả? Điều trị cho một bệnh nhân mà chấn thương tủy là đòi hỏi nhất là về mặt bác sĩ, chúng ta phải chuẩn bị mặt tâm lý tốt đối với cho bệnh nhân và phải sẵn sàng những cái sự chấp nhận những cái kiên trì điều trị những bệnh này nó không phải điều trị những bệnh mà nội khoa đau nhất có thể là thời gian mình nó sẽ trả lời được hay không, còn nếu với bệnh này thì nó gần như là thời gian tính bằng đơn vị hàng tháng hàng năm thì chúng ta sẽ đối mặt với những cái sự đặt niềm tin kỳ vọng ở người bệnh vào bác sĩ thì để chúng ta trước một bệnh nhân như vậy chúng ta biết được là có khả năng phục hồi bệnh nhân ở mức độ nào để chúng ta tư vấn cho người bệnh cũng như là người nhà bệnh nhân có cái có sự hợp tác, có niềm tin thì chúng ta phải biết được những cái mức độ nó tiết đoạn thần kinh chi phối như vậy. Ít nhiều là chúng ta vẫn nhận định và tiên lượng sơ bộ như vậy để cho chúng ta tư vấn bệnh nhân và để người ta bệnh nhân và người nhờ nhân có những cái nắm bắt được cái tình hình bệnh họ cụ thể. Cho là lúc người ta bệnh nhân và người nhà họ không hiểu ý nghĩ này sẽ đặt trọng niềm tin vào bác sĩ và khi chúng ta nếu ta không giải thích kỹ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sau này rơi vào những cái mức tổn thương mà không có khả năng phục hồi thì bệnh nhân cũng như nhà nhân có những suy nghĩ lại bác sĩ không có cái khả năng điều trị hay là bác sĩ không nắm được cái tình trạng người bệnh để mình giải thích cho bệnh nhân trước để chuẩn bị thì tinh thần hay là quá trình chuẩn bị cho điều trị lâu dài. Đấy. Thì đó là cái điều chúng ta cần phải nắm. Chúng ta qua các biến chứng thường gặp sau khi bị nhân bị tổn thương thì sống và sẽ gây những cản trở gì trong quá trình tập phục hồi chức năng. Nhất đó là đối với bị nhân mà liệt từ tứ chi á thì thường đa số là nó có rất là nhiều những cái biến chứng thường sau khi mà bệnh nhân đã được điều trị giai đoạn cấp ban đầu, có thể là điều trị bảo tồn bằng nội khoa tích cực, có thể là điều trị bằng phương pháp phẫu thuật làm vững cố định giải áp tình trạng giãn ép tủy, sau đó là chúng ta qua giai đoạn điều trị phục hồi rồi giai đoạn mà lâu dài. Thì những cái thường biến chứng trên lâm sàng đối với những nhóm bệnh này đó là gì? Đó là loét do tỳ đè ép á, bệnh nhân do tình trạng bệnh nhân nằm lâu ngày á, ít vận động. Thứ hai nữa là tình trạng mắt bị giảm cảm giác, giảm sự
hoạt động của các cơ thì dẫn cái tình trạng loét rất là nhanh. Nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm trùng hô hấp, rối loạn cảm giác. Có những bệnh nhân, em biết là có những bệnh nhân là họ có cái cảm giác luôn luôn là nó nóng bỏng ở chi thể, đau nó rát dữ dội lắm, rồi nó có cái tình trạng tăng nguy cơ co rút tứ chi. Rối loạn về phản xạ giao cảm, ví dụ như là rối loạn về huyết áp. Cái này hay thường xuyên xảy ra đối với những bệnh nhân ở những mức tỷ cao hay rất là nhiều. Thay đổi tư thế đột ngột là một là huyết áp tăng vọt, hai là huyết áp tụt ra, gần như là tụt kẹt. Nếu như chúng ta không biết thì chúng ta sẽ xử lý không đúng theo cái bệnh lý đó, thì dẫn đến từ cái biến chứng nguy cơ nó rất là nguy hiểm. Nếu như anh chị đã gặp một lần, các em mới gặp một lần rồi á, thì chúng ta sẽ tự tin những lần sau. Khi ví dụ bệnh nhân đang đột ngột từ một tư thế nằm sang ngồi dậy, là bệnh nhân choáng, toát mồ hôi, vã mồ hôi, đo huyết áp thì áp rất là thấp tục, thì chúng ta tự bình tĩnh đặt lại tư thế cho bệnh nhân, đặt bệnh nhân đầu thấp và từ từ điều chỉnh tư thế thoải mái nhất. Thì nếu như bệnh nhân có tình trạng khó thở, chúng ta hỗ trợ thở oxy, cung cấp oxy khoảng 50 phút sau thì bệnh nhân sẽ huyết áp tự nó ổn định dần. Hoặc là huyết áp rất là cao và chúng ta không biết, chúng ta cái dùng thuốc huyết áp giảm huyết áp đột ngột quá nhanh thì cũng lại gây tụt huyết áp rất nguy hiểm. Cái này nó khác với những cái tăng huyết áp trong cái tai biến được. Rồi bệnh nhân do cái tình trạng mà rối loạn về điều hòa thân nhiệt thì dẫn đến kém chịu nóng này, mất cảm giác, điều hòa điều chỉnh nhiệt độ cơ thể này. Bệnh nhân có thể là gây sốt thường xuyên trong những cái giai đoạn đào của bệnh nhân sau khi bị chấn thương. Rồi ngoài cái biến chứng là đại tiểu tiện không được chủ, thì ông nói là cái này là một của những cái biến chứng sau khi tổn thương, là bệnh nhân nếu có tổn thương sống thì bị cái tình trạng đại tiểu không tự chủ là tình trạng này xảy ra thường xuyên. Một của những cái vấn đề phục hồi chăm sóc bệnh nhân rất là khó khăn nhất đối với bệnh nhân tổn thương gì sống. Nếu như tình trạng là tiểu tiện không tự chủ mà bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân không biết cách chăm sóc cẩn thận sạch sẽ, thì từ cái này nó sẽ dẫn đến tình trạng lở loét nặng hơn, nhiễm trùng ngược dòng, nhiễm trùng đường tiết niệu ngược dòng, nó thành một cái vòng lỏng quẩn như vậy. Thì mục đích của việc lượng giá về chức năng thì để cải thiện được chất lượng cuộc sống cho người bệnh, phòng ngừa giảm thiểu các thương tật thứ cấp và làm cho quá trình đại tiện được thuận tiện nhất, giảm thiểu tổn hại sức khỏe do những vấn đề đại tiện gây ra, đó như thầy vừa trao đổi. Thì bằng cách chúng ta phải can thiệp sớm về phục hồi chức năng, tập phục hồi chức năng sớm, cần sớm mình có can thiệp vận động ngay sau khi dấu hiệu bệnh nhân về tim mạch huyết áp sinh hiệu ổn định thì cho phép chúng ta phải can thiệp liền, vận động sớm liền.
về chăm sóc và phục hồi chức năng. Đây là một những cái phần rất quan trọng đối với phần phục hồi chức năng cho bệnh nhân của người sống. Mục tiêu là tìm và giải quyết được cái nguyên nhân gây ra tổn thương sống. Tất nhiên là chúng ta đã giải quyết được từ độ ban đầu, đề phòng tình trạng loét do đẻ ép, đề phòng nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu và phục hồi chức năng bằng quang, chăm sóc đường tiêu hóa, phục hồi chức năng đường ruột và tăng cường nuôi dưỡng qua đường ăn uống, phòng ngừa tình trạng biến dạng cơ rút khớp, tập thăng bằng ở cuối giai đoạn để tiến hành phục hồi giai đoạn tiếp theo. Thì đây là cái mục tiêu mà rất cần có sự can thiệp của phục hồi chức năng. Thứ nhất là để phòng chống tình trạng loét do đẻ ép, do nằm lao, do bất động, thì chúng ta phải chăm sóc da hàng ngày, nhất là những cái vùng da gần sát xương, vùng ta gọi là vùng đi đầy đó. Ở những bệnh nhân nằm hay ngồi lao một tư thế, vùng da ở những vị trí thường xuyên bị đi đầy nhất dễ bị hình thành nên loét do đẻ ép, do các mạch máu bị ép, da và cơ không được cung cấp đủ oxy. Thì cái biểu hiện của tình trạng loét là cái lúc đầu nó sẽ xuất hiện tình trạng viêm đỏ ửng da hoặc là bầm tím hoại tử. Nếu tiếp tục bị tình trạng đẻ ép chúng ta không cải thiện giải quyết thì nó hình thành những vết loét rất là sâu. Loét thể bắt đầu từ trên bề mặt da hoặc ăn sâu vào trong xương và ngược lại. Thì mình biết là cái loét của đối với những bệnh nhân mà bị tổn thương tủy sống nó khác những cái tình trạng loét viêm loét ở da những người mà nằm lao ở nhóm bệnh khác như là tai biến hay là những bệnh nhân mình nằm bị cái bệnh lý nội khoa điều trị lâu dài á, chẳng khác. Còn loét hình thành của loét ở bệnh nhân mà tổn thương tủy sống nó là có trường hợp nó loét cái ổ loét ở bên ngoài nó, nhưng mà chúng ta nhìn phía ngoài không người ta tưởng như một cái nốt hộc đạo thôi, nó một cái vải khô cứng thôi, nhưng thực sự ra thì nó đã hình thành ra một cái ổ loét rất là sâu ở trong dưới da dưới thịt rồi. Thậm chí là nếu chúng ta mà khui ổ loét ra thì nó sẽ thành một cái bục rất là sâu. Thì khi mà chúng ta thăm khám thì chúng ta phải để ý, thường những cái điểm đó thì chúng ta thấy là có một cái vùng da nó khô, nó cứng, nó mất tính đồng hồ ở da ở đó Lúc đầu thì thấy là nó viêm tái đỏ, nhưng mà thường để lâu ngày nó thành cái bề mặt da đó, nó luôn là khô và hòa tử đen. Mình khám thì trên cái độ đồng hầu da rất là cứng, nó không còn cái độ mềm dẻo của cơ da nữa. Đấy, cho nên là ngay cả ở bệnh viện nhiều anh chị em điều dưỡng lúc chăm sóc họ cũng chưa có kinh nghiệm, cũng cứ nghĩ là cái loét nhỏ không đáng kể, nhưng thật sự ra khi mà mở bục cái vách cái loét ra thì nó ăn sâu vào trong xương, thậm chí trong xương nó tháo mủ ra nó hôi rất dữ dội. Còn những nặng loét mà nó viêm tái do tình trạng thiếu dưỡng nằm lao đẻ, những nhóm bệnh như tai biến hay là những người già lớn tuổi nằm lao thì nó loét từ bên ngoài vào trong, thì do cái nhóm cái cơ chế loét của bệnh tổn thương tủy sống là do tình trạng tổn không những tổn thương ngoài da mà nó tổn thương cả về cảm giác thần kinh mạch máu nữa, gần như là nó mất cảm giác hết, thì không đủ cái oxy cung cấp nuôi dưỡng đến những tổ chức vùng đó.
bệnh nhân không biết đau, chính vì không biết đau nên bệnh nhân không biết đau thì dẫn đến bệnh đạm collapse nên nó đè ép ngày này qua tháng nọ thành bệnh đạm hoại tử rất là sâu. Thì những cái vị trí mà loét thường gặp đó là gì? Loét thì có thể hình thành ở bất cứ nơi nào, ở những vùng mà gần xương, gần sát xương. Như ví dụ như là cái vùng chấm này, bệnh nhân nếu bệnh nhân nằm ngửa này, vùng chấm này, vùng bả vai này, kheo chân này, gốc chân này, vùng cùng cục là thường là vùng cùng cục, thắt lưng là vùng là hai bị nhiều nhất. À, bên cạnh đó thì vùng khuỷu tay, bả vai, vùng chẩm như vậy, vùng gái. Nói chung là có thể những cái vùng mà gần xương là những cái vùng gai tì đầy khi ở tư thế nằm hoặc ngồi thì đều đa số là bị lép, nguy cơ lép rất là nhiều. Các yếu tố gây thuận lợi gây lép gì đầy đó là do da bị ẩm ướt, kém vệ sinh, những phần cơ thể bị liệt hai chân hai chân dưới hoặc là loạn dưỡng cơ, các bệnh tim mạch gây rối loạn tuần hoàn ngoại vi, bệnh chuyển hóa như đái tháo đường, giảm hoặc mất cảm giác, hay những bệnh lý về như là bệnh phong cùi thì mới biết là đấy những cái bệnh lý như vậy. Rồi dinh dưỡng kém, đây cũng là một yếu tố mà trong chăm sóc chúng ta cần lưu ý. Khi loét đã hình thành thì rất khó điều trị, ổ loét có thể bị nhiễm trùng lan rộng ra sau, thậm chí đến xương. Vì thế điều quan trọng là phòng ngừa, không để cho loét xảy ra. Để chăm sóc da tốt thì chúng ta nhất là về tránh những da không được ẩm ướt hàng ngày ha. Sau khi bệnh nhân vệ sinh thì họ không có biết, không tự chủ nên là cần phải có người chăm sóc, người nhà hoặc là nhân viên y tế phải có thái độ tích cực, thay đổi tư thế bệnh nhân thường xuyên, ở tư thế nằm là ít nhất 2 giờ một lần, ở tư thế ngồi là mỗi 10-15 phút một lần. Nếu bệnh nhân không tự thay đổi tư thế thì người điều trị hoặc người nhà phải giúp đỡ bệnh nhân. Sử dụng đệm để phòng chống loét như là đệm hơi nước, đệm hơi, chêm lốc hoặc mềm ở những vị trí như gần xương, những vùng tỳ xương. Đã nhìn trên cái hình mô phỏng slide để ý đó, vùng gái này, bả vai này, hai bay này, cùng cục này, thắt lưng này, cùng kheo chân này, đấy, và gốc chân này. Đấy. Rồi vệ sinh da sạch sẽ hàng ngày như chúng ta trao đổi hả? Không nên bôi kem vào hoặc bột tan vào những cái vùng nguy cơ loét như vậy, vì những cái phẩm vật phẩm đó sẽ làm cho da dễ bị loét, đặc biệt là những cái dung dịch mà có tính nóng cồn, cần khám kỹ toàn thân hàng ngày, nhất là những vùng dễ bị loét. Khi phát hiện cái tình trạng da bị đỏ ửng hoặc là bầm tím phải là biểu hiện một tình trạng nguy cơ loét xảy ra thì chúng ta phải cần chăm sóc kỹ hơn, nâng cao tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân hàng ngày, giàu chất đạm, vitamin, khoáng chất, hướng dẫn cho người bệnh tự kiểm tra cơ thể mình để phát hiện sớm những bất thường nếu có. Về cái điều trị loét thì nó thật sự ra mấy anh là khi ở cái loét mình đã xảy ra rồi thật là khó khăn,
nó kéo dài từ tháng này qua tháng nọ, và cái chi phí cho điều trị lét cho bệnh nhân cũng rất là nhiều. Ngoài cái việc vệ sinh hàng ngày ra là phải dùng, thậm chí bệnh nhân bị nhiễm trùng thì phải dùng kháng sinh kéo dài. Thì hàng ngày chúng ta phải rửa vết thương vết loét hàng ngày bằng các dung dịch sát khuẩn, nước muối sinh lý hoặc là nước đun sôi để nguội, pha thay một ít muối theo tỷ lệ tương ứng với là nước muối sinh lý. Nhưng mà cái nào là nếu như ở không phải ở cơ sở y tế thì ở về ở tại nhà thì đôi lúc không có điều kiện để mua được nước muối sinh lý pha sẵn, thì ta phải hướng dẫn người nhà cách dùng nước sôi đun sôi để nguội và pha tỷ lệ một ít muối theo tỷ lệ 9% ha. Rồi nên nếu mà tình trạng loét sau và hội tử thì phải tiến hành cắt bỏ tổ chức hội tử mỗi lần thay băng hàng ngày, thậm chí là ngày 2 lần. Kết hợp với các phương pháp điều trị loét như là dùng những cái tia cực tím, tia laser ha, ánh sáng mặt trời. Nếu như loét sau rộng mà không có khả năng để mà nó khôi phục lại liều ít loét thì phải kết hợp với phẫu thuật vá da, tạo vạc để mà vá da, vá da giúp cho cái khâu ổ loét. Bên cạnh đó thì cái chạy của kháng sinh nó là kháng sinh và dinh dưỡng ha. Về chăm sóc đường tiêu hóa thì như chúng ta biết thì cái tình trạng có những trường hợp bệnh nhân phải liệt tủy ảnh hưởng đến cái ăn uống, mà đặc biệt là tủy sống cổ, tủy cao á, thì bệnh nhân ngoài cái tổn thương liệt ra còn có thể là ảnh hưởng đến cái rối loạn nút nữa. Thì chúng ta phải tăng cường dinh dưỡng. Nếu như bệnh nhân mà ăn uống được qua đường miệng thì phải tăng cường dinh dưỡng và đường miệng cái trời với đường tĩnh mạch. Nếu như bệnh nhân ăn uống kém ha, và nếu như bệnh nhân không ăn uống được, không có phản xạ mà nút được thì phải tất nhiên là chúng ta phải đặt xong ngày dài, cung cấp đủ lượng nước trong ngày ít nhất là 2 lít trong một ngày. Đánh giá tình trạng thân của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân mà 2 ngày mà không đi cào được thì chúng ta phải tiến hành cho bệnh nhân là móc thân. Bạn biết là cái táo bón ở người mà tổn thương tủy sống này nó không có phải như táo bón ở người già, những người mà những bệnh lý khác nằm lao nó ít hoạt động, cái nhu động ruột nó ít hoạt động nên dẫn đến táo bón nó khác. Còn cái táo bón không đi cào được ở bệnh nhân tổn thương tủy sống nào tình trạng tổn thương vận động cảm giác nó không có một không còn cái động tác, không còn nhu động ruột để mà gây tống xuất thân. Thì cái này chúng ta phải là tốt nhất là hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân để tự móc thân, nếu cách nhật hoặc là 3 ngày một lần. Còn nếu ta dùng thuốc nhuộm trường để làm mềm thân thì nó không có tác dụng nữa, đây mà nó khác những nhóm bệnh khác. Tăng cường cái xoa bóp hàng ngày, tập tư thế để tạo cái áp lực lên thành bụng và tập tạo một cái cung phản xạ có điều kiện, nghĩa là hàng tới một giờ nào đó, ví dụ quy định là giờ nào đó nhân tập cho bệnh nhân đi cào, tự đi cào, mặc dù bệnh nhân không đi được nhưng vẫn tập cho bệnh nhân có thói quen như vậy.
Đây là cái vấn đề tập thói quen cho bệnh nhân này. Đi ngồi vào một giờ nhất định này, để tạo phản xạ các điều kiện nha. Rồi nếu có điều kiện ở nơi cơ sở y tế có điều kiện thì hướng dẫn cho bệnh nhân này. Tới giờ đó là ra tôi lấy, nếu bệnh nhân di chuyển được, còn nếu không thì phải người nhà hoặc là hỗ trợ bệnh nhân mắc phân tại chỗ. Em biết cái động tác mà mắc phân ngồi vấn đề của ta để mà giảm cái tình trạng táo bón cho bệnh nhân, thì bên cạnh đó khi quá trình mà lấy phân bằng tay thì nó cũng là một cái tình trạng gây kích thích cái trực tràng, tình trạng co thắt, kích thích cho cái tình trạng co thắt của bệnh nhân được nhắc nhớ lại những cái hoạt động của đường ruột, chứ không phải là một cái chức năng lái phân không. Về chăm thứ hai là chăm sóc đường tiểu, là một những cái vấn đề chăm sóc quan trọng hàng ngày đối với những bệnh nhân tổn thương bị sống, ngoài cái chăm sóc da đường ruột thì đường tiểu là một những cái mà gây nên nhiễm trùng thường xuyên. Kiểm tra bằng quang tình trạng căng đài của bằng quang. Nếu bệnh nhân không tự tiểu được, tất nhiên là phải đặt xong tiểu. Tốt nhất thì xong tiểu, từ xong tiểu ngắt quãng. Không nên là để xong tiểu mà kéo dài lưu trên bệnh nhân vài ngày qua tháng nội, vậy thì nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Thật sự cái này thì đó là một lý thuyết, nhưng mà về lên thực tế hàng ngày ở lâm sàng thì bệnh nhân cũng khó có cái điều kiện để làm được những điều này, nhất là cái môi trường mà bệnh nhân hướng dẫn bệnh nhân tự tiểu, tự xong tiểu thì rất là khó, vì cái môi trường không đảm bảo được cho để cho bệnh nhân tự xong tiểu. Lý thuyết thì nhìn là người ta khuyến cáo vậy, nhưng mà thực sự thực tế là trình công việc hàng ngày rất là khó. Thì cuối cùng buộc cũng phải xong tiểu định kỳ cho bệnh nhân 5 ngày hoặc là 3 ngày gì đó, tùy theo mức độ mà cái tình trạng nước tiểu nó quá nhiều cạn lá hàng ngày thì phải 2 ngày hoặc là 3 ngày phải xong tiểu, xúc tiểu bằng quang lần. Cách tốt nhất là đặt xong tiểu ngắt quãng cứ 6 giờ một lần. Đó là một cái khuyến cáo của quốc tế. Tuy nhiên giờ chúng ta thì khó để làm được chuyện này, vì ảnh hưởng đến vấn đề môi trường không đảm bảo. Và nếu có bị tình trạng nhiễm trùng tiểu thì phải tất nhiên phải dùng kháng sinh tích cực. Cho bệnh nhân uống nước nhiều trong ngày ha, và tạo được cái axit hóa nước tiểu bằng các cái thức ăn giàu vitamin C ha. Về chăm sóc đường hô hấp thì mục đích để ngăn ngừa biến chứng nhiễm trùng phổi, tăng cường các cơ hô hấp, tăng cường lưu thông trao đổi khí. Thế này ngoài cái nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm trùng do lét dị đề, còn cái nhiễm trùng hô hấp là một những cũng là một những biến chứng mà thường xuyên xảy ra trên lâm sàng. Bệnh nhân nằm lao ít trăn trở cái hoạt động của các cơ hô hấp rất là ít, cho nên là dẫn đến tình trạng là bệnh nhân dễ bị ứ đọng và gây tình trạng viêm phổi tái diễn, tái đi tái lại nhiều lần thường xuyên. Giảm cái tình trạng khạc đờm của bệnh nhân thì tất nhiên nó ứ đọng, thì phải chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân trăn trở tư thế, đặt tư thế, dẫn lưu tư thế hàng ngày
cổ rung ngực đó, tập cái thể cơ hành đó, ở bụng đề phòng tình trạng say phổi. Trong tình trạng siêu hấp cấp, tất nhiên là chúng ta phải cần giải quyết vấn đề can thiệp nội khoa, đặt nội khí quản để mà cấp cứu. Một cái biến chứng đó nữa là tình trạng ngán mạch do huyết khối ở huyết quản. Đó là một cái những cái biến chứng thường gặp ở những bệnh nhân nằm lao nói chung, trong viên gì ở tổn thương tủy sống. Thì chúng ta cũng phải cái thật là vận động sớm cho bệnh nhân, trăn trở, xoa bóp, kích thích vận động để cho tuần hoàn chi thể đó được hoạt động sớm, giảm nguy cơ tắc mạch. Thì bằng cách chúng ta đặt tư thế đúng và thực hiện các bài tập như là tư thế đào cuộc sống và thuận lợi để không gây tổn thương thêm tủy sống. Cái này và em lưu ý đối với bệnh nhân tổn thương tủy cổ giai đoạn đào 4 đến 6 tuần đầu, thì cho dù bệnh nhân có được phẫu thuật làm vững hay không làm vững, thì chúng ta giai đoạn đào này chúng ta phải lưu ý đến vấn đề trăn trở tư thế bệnh nhân. Nếu chúng ta không biết ta bưng ra bê ta cái cổ bệnh nhân độc ngọc làm cho tổn thương cái tủy đạo, tổn thương tủy nặng hơn. Và cái này là may biết là đã xảy ra thường ở ngay tại vì mà xảy ra rồi đấy. Làm nó tụt kẹt thành nhân là bệnh nhân ngưng thở đột ngột và dẫn đến tử vong. Rồi bữa kia vợ chêm lóc kê chân ở bằng chân ở tư thế đúng vuông góc, tránh những tình trạng co rút gặp duỗi ở bằng chân. Tăng cường tập hoạt động các khớp càng sớm càng tốt để tránh tình trạng co teo cơ cứng khớp. Trong cái giai đoạn sớm này thì tất nhiên là ở bệnh viện rồi, nhưng mà những giai đoạn mà về sau này hòa nhập tại cộng đồng thì chúng ta sẽ có tùy theo cái khả năng của bệnh nhân, tùy theo cái điều kiện môi trường của người bệnh mà chúng ta có thể hướng dẫn cách chăm sóc đường tiểu tại nhà thế nào theo cái hướng dẫn lý thuyết như vậy. Còn nếu như ở giai đoạn chăm sóc tích cực ở bệnh viện thì là nhân viên y tế là người có cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề phòng tránh những cái biến chứng thứ cấp mà người bệnh có thể xảy ra. Về góc độ phục hồi chức năng thì huấn luyện cho bệnh nhân biết cách tự chăm sóc bản thân và có hoạt động sinh hoạt hàng ngày, thì tắm rửa vệ sinh cá nhân, ăn mặc, sử dụng các cái dụng cụ trợ giúp di chuyển. Thì đối với người bệnh tổn thương tủy sống thì vấn đề di chuyển là một vấn đề rất là khó khăn nhất. Nếu nhà những bệnh nhân mà liệt hai chi dưới còn thì họ còn cơ hội sử dụng hai chi trên để người ta di chuyển tại giường, di chuyển xe lăn được. Chứ nếu như bệnh nhân mà liệt tứ chi thì vấn đề đặt ra trong vấn đề di chuyển, tự di chuyển rất là khó khăn.
Thì góc về góc độ phục hồi thì chúng ta sẽ tăng cường tập phục hồi càng sớm càng tốt. À, thì theo cái tình trạng chức năng bệnh nhân mà chúng ta sẽ có những bài tập phù hợp. À, ở tư thế từ giường chuyển qua ngồi, từ nằm chuyển qua ngồi lại giường, từ ngồi chuyển qua đứng, và từ đứng rồi sau đó nó đứng vững thăng bằng tốt thì chúng ta mới tập đi. À, đó, theo quy trình chung như vậy. Thì những bài tập này thì mấy em tham khảo. Mấy em biết thì tập thì khi bệnh nhân đã có sức cơ cho phép thì chúng ta sẽ tiến hành tập di chuyển tư thế cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân kiểm soát được thăng bằng thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân ngồi, ở đó đang tiến dần đứng và cần tiến dần tập đi. Có thể là giai đoạn đầu tập đi với sự trợ giúp từ người nhà, từ nhân cán bộ y tế, từ dụng cụ trợ giúp, khung tập đi nào. Và xa lan là một những cái phương tiện không bao giờ thiếu đối với những nhân cũng bị sống. Về cái hướng dẫn cho bệnh nhân cách đi di chuyển bằng xa lan là một cái này là một cái chương trình đặc biệt, mà nó sẽ có một cái bài riêng về hướng dẫn cho bệnh nhân cách sử dụng xa lan. Cái này trong bài này thầy chỉ sơ bộ hướng dẫn nói sơ tổng quát thôi, còn cái này nó đúng là có một cái bài riêng về hướng dẫn sử dụng xe lăn cho bệnh nhân di chuyển từ giường của bệnh nhân qua xe lăn và ngược lại. Cái này rất là đòi hỏi về cái người hướng dẫn phải nắm rõ được cái kỹ thuật và cái quy trình di chuyển cho bệnh nhân từng tăng tiến dần. Thì và muốn sử dụng được xe lăn này là thì cái chức năng bệnh nhân phải là có được có cơ lực, đặc biệt là cơ lực ở hai chi tay và cơ lực thân mình. Giai đoạn tái hòa nhập xã hội thì cái này là khi bệnh nhân đã được điều trị tích cực qua giai đoạn cấp và giai đoạn phục hồi tại bệnh viện, thì giai đoạn hòa nhập cộng đồng xã hội gia đình để trở về lại với cuộc sống mới. Thì đối với bệnh nhân mà tổn thương tủy sống thì vấn đề tái hòa nhập cộng đồng là một cái gánh nặng rất là nặng nề đối với gia đình, ngoài cái chung của xã hội ra còn cái gia đình là cái đầu tiên. Thì chúng ta phải tạo điều kiện cho bệnh nhân thích nghi với môi trường sống, tìm lại công ăn việc làm phù hợp. Nếu như bệnh nhân mà có còn cái cơ hội hội nhập. Về vấn đề di chuyển, chúng ta phải hướng dẫn tư vấn bệnh nhân cách tạo cái phương tiện đi lại dễ dàng nhất, thuận lợi nhất trong nhà, môi trường xung quanh. Ví dụ như ở đồng bằng thành phố thì cái vấn đề di chuyển còn đôi lúc cũng còn dễ, chứ còn nếu như ở như mình nói xin lỗi bà con mà dân tộc thiểu số ở nhà sàn á, thì đó là một vấn đề rất là khó. Vấn đề di chuyển để đi lại địa hình môi trường sống rất là khó khăn. Thì cái này chúng ta tùy theo cái
tình hình thực tế tùy theo chức năng của mỗi người dân mà anh ta tạo điều kiện cho phù hợp với chức năng hiện tại của người dân. Bệnh nhân cầm nắm hai tay tốt, sử dụng chức năng hai tay tốt thì chúng ta hướng dẫn bệnh nhân sử dụng di chuyển bằng xe lăn và tích cực các hoạt động công việc trong gia đình hàng ngày. Họ có thể là họ di chuyển bằng xe lăn, họ có thể là đi trải về được cái nghề mới của họ hoặc là nghề cũ mà phù hợp với chức năng của họ. Ví dụ trước đây họ làm nghề văn phòng, có thể là sử dụng lại máy tính, có thể là tham gia một phần nào đó của công việc trước đây, hoặc là có thể là làm một cái nghề đó mà nó phù hợp với cái chức năng hai tay họ, hay là đăng lên hay là đi bán vé số, cũng là một của những cái công việc mà để tạo điều kiện cho bệnh nhân hòa nhập cộng đồng. Thì cái bài phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương cuộc sống thì sẽ khái quát một số cái nội dung chính. Cái còn cái bài này rất là nhiều lắm, dài lắm, đi từng phần thì rất là sao lắm. Khi nào mà em đi lâm sàng, cái sạp đi lâm sàng là nếu như tình hình dịch bệnh ổn định, chúng ta sẽ tiếp cận lâm sàng với bệnh nhân và sẽ có cơ hội chúng ta trao đổi trực tiếp trên lâm sàng nhiều hơn. Thì cái bài hôm nay là bài trao đổi hôm nay như vậy. Có gì đó thì mấy sẽ có gì chưa rõ, chưa cần trao đổi thêm thì em sẽ cùng nhau thế nên em chat qua hộp chat như hôm trước hả? Mày nghe rõ không? Dạ nghe rõ thầy. Mày có thể là trao đổi qua hộp. Chúng ta còn một bài nữa ha. Chúng ta còn một bài nữa là bài vừa rồi em học cái bài các kỹ thuật về vật lý liệu hồi chức năng này đúng không? Thì chúng ta còn một bài đối với thầy nữa là bài các thương tật thứ cấp. Những bài nói thì cũng thời lượng cũng ngắn thôi. Thì chắc lẽ là không biết, để hỏi lại phòng đào tạo chỗ cô Chi thì có kiểm tra 15 phút sau ba buổi dạy hay không. Nếu có thì thứ bảy tuần sau thì chúng ta sẽ tranh thủ nhất thiết là chúng ta sẽ làm cái bài kiểm tra 15 phút. Như thế. Có một em Thu Hà hỏi là khi nào gọi là liệt vĩnh viễn? Liệt vĩnh viễn nghĩa là liệt hoàn toàn lắm ấy mà. Như ban đầu thầy trao đổi là đối với bệnh nhân mà tổn thương tủy sống thì chúng ta khi đánh giá khám lượng giá ban đầu thì chúng ta phải đánh giá cho kỹ càng, dựa vào thang điểm ACI đấy. Thì chúng ta phải phân cho được là đó là liệt hoàn toàn hay không hoàn toàn để chúng ta mới biết được tiên lượng được. Vậy liệt hoàn toàn nghĩa là nó không còn chức năng và không còn mất cả chức năng vận động và cảm giác, không cơ lực thì không còn bật cơ nào hết.
nghĩa là bệnh nhân không có cơ hội để mà phục hồi lại chức năng nữa, người ta gọi là liệt vĩnh viễn thôi. Còn đa số những bệnh nhân mà liệt tỷ ở mức độ mà tổn thương tỷ cao hay là tùy theo cái vị trí tổn thương mà nó gây ra, thì cái mức độ tổn thương đó nó sẽ biểu hiện qua tình trạng liệt vĩnh viễn hay là liệt tạm thời. Liệt tạm thời, thật sự đó liệt tạm thời thì liệt là liệt rồi, nhưng mà gọi là liệt được phục hồi nhưng mà liệt tạm thời. Em hiểu không? À, đây em có lời của từ liệt tạm thời mà liệt đã bị tổn thương liệt vận động nhưng mà được điều trị phục hồi và cái mức hồi trở lại có thể là một phần hoặc là hoàn toàn. Còn khi mà bệnh nhân không bị tổn thương mà mức phục hồi không còn mức độ phục hồi nữa thì nó sẽ gây liệt vĩnh viễn thôi. Rồi, có các em nào hỏi gì nữa không? Thật sự đúng không em, thì làm cái nghề mà điều trị phục hồi này á, ví dụ như điều trị đau nữa thì còn có niềm vui, bệnh nhân có thể là giảm đau, bớt đau thì còn cái niềm vui. Với còn điều trị mấy bệnh nhân mà tổn thương tủy sống nên là làm hồi mình thấy cái cuộc sống nó là sao đó. Rất là nhìn cảnh những người bệnh mà tổn thương tủy sống này thấy cuộc sống nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Mà đa số những rơi vào những người mà tuổi thanh niên, còn trai trẻ, còn sức khỏe, là một những lao động chính của gia đình. Ngồi cùng không may họ tổn thương là liệt như vậy, thấy là rất là tội lỗi, thương tâm cho những người bệnh. Mà làm nghề phục hồi mà điều trị mấy bệnh này, nếu chúng ta không có tính kiên trì, không có tính nhẫn nại, khó lắm. À, có một em nào là Trần Nhật vậy đây, hỏi tại sao hội chứng tủy sao lại hiếm gặp hả? À, bây giờ có nhiều câu hỏi đây. Hội chứng tủy sao, đối với câu hỏi nãy của em mua đó, thì hội chứng vì sao thì hội chứng tủy sao là ít gặp, thì đó là do cái cơ chế chấn thương thôi. Thường là bệnh nhân khi mà cái cơ chế tác động chấn thương thì đã làm cho bệnh nhân, một là chấn thương trực tiếp, hai là chấn thương gián tiếp, hai là chấn thương dồn nén đấy hả, thì cái mức độ cái lực mà tác động vào tủy sao á, như thấy cái hình này đấy, thấy có hình này.
Đây, em xem cái slide này này. Với cái hình đăng bóng cái hình này là hình đầu tiên này là hình thủy trung tâm này, thấy chưa? Hình dưới là tỷ trước này, đi ba vậy là bay này, đi sau này, thì bên nhìn nhiều hình tỷ sau này, thấy mà em thấy mày, lớp trưởng thấy không? Dạ thầy chưa xem màn hình thầy. Hả? Dạ thầy chưa xem màn hình thầy. À, sorry. Dạ giờ thấy rồi thầy. Ừ rồi. Rồi em thấy thấy rồi đúng không? Cái hình đây là bốn cái hội chứng tương ứng với bốn cái vị trí tổn thương. À, cái hình đầu tiên là tỷ trung tâm này, thấy chưa? Hình dưới tỷ trung tâm này là hình tỷ trước nè, thấy chưa? Tiếp theo là hình tỷ bay nè, là tổn thương một bay của tỷ thôi. À, trước là tổn thương phía mặt phía trước của tỷ. À, còn trung tâm thì tất nhiên là cả hai bay phía trước phía sau ấy của trung tâm thôi. Còn với hình đây là hình tổn thương tỷ. À, vì sao? Thì vì sao gọi là tỷ sao ít bị chấn thương hơn? Đây là bị. À, thì cái này em coi lại giải phẫu. À, thì mặt giải phẫu của tỷ sống hả? Qua cái hình này em thấy cái mũi tay của thầy chỉ được không ạ? Dạ có thấy thầy. Thấy không? Thấy mũi tay di chuyển không? Dạ có thầy. À, cái hình này là hình mũi tay di chuyển, hình tỷ tỷ sao đây thầy? Thì cái này do cái cơ chế tác động chấn thương mà thì theo cái cơ chế tác động mà nó tổn thương ở vị trí nào nhiều hơn. Mà khác về cái cấu tạo của trục tỷ thì nó thường ở phía sau thì nó ít tác động hơn và nó được bảo vệ bởi ở gì ạ? Đây, nó được bao bọc bảo vệ bởi dây mây phía trước lại chi, cơ thể của mình lại chi, ví dụ ở bụng ở lưng ngực thì phía trước này là được bao bọc bởi các tạng phủ nè, nha. Còn bia ở cổ, tỷ cổ thì thường cơ chế chấn thương là chấn thương ở phía trước cái mặt, là phía mặt mình, phía sau là chấn thương lại ở cổ đúng không nè, phía sau cổ. Còn phía trước cổ thì đâu có cái bị
cái đầu môi chấn thương mà ở vào phía trước cổ đâu, mà tỷ thì nó như vậy, nó ngược lại đấy. Nhưng vì giống như bụng thôi, không bao giờ chấn thương mà chấn thương ở phía trước bụng, trường hợp đó là một cái khi mà người bệnh ngã xuống hậu môn, một ngã và bay hoặc là ngã đập xuống phía sau lưng hết. Mày hiểu không? Thì nó được tổ chức tạo hóa cơ thể nó bảo vệ ít tác động trực tiếp hơn. Như đây, những tổn thương tủy sống mà mình điều trị thì mình điều trị từng đợt, hay mình chỉ điều trị một đợt rồi cho họ về nhà tự tập? Của em Bùi Phước chưa? Thì cái vấn đề này, những tổn thương tủy sống mà mình điều trị thì mình điều trị từng đợt, hay mình chỉ điều trị một đợt rồi cho họ về nhà? Thì cái này thì về nguyên tắc thì mình có, nếu như bệnh nhân có điều kiện và có thuận lợi về mặt cả vật chất, cả về điều kiện ăn ở vật chất, thì bệnh nhân điều trị tại bệnh viện còn lao thì mình điều trị cho bệnh nhân. Có những bệnh nhân ở bệnh viện thì thậm chí họ điều trị hết năm này qua năm nọ, thậm chí có những bệnh nhân là điều trị mà thời gian nằm viện của họ còn thăm, nói về thâm niên là nhiều hơn bác sĩ trẻ nữa. Họ quen với bệnh viện ở bác sĩ qua nhiều, thậm chí qua nhiều đại giám đốc nữa kìa. Còn nếu như họ không có điều kiện thì họ điều trị những cái đợt tích cực ban đầu, còn sau đó họ duy trì về nhà, họ tự di chuyển đi lại, tự tập ở nhà, hướng dẫn bằng tập dụng cụ ở nhà tự. Và bây giờ em biết thì đa số họ về thì những tỉnh như giờ ở trong Quảng Nam, Quảng Ngãi, chúng ta biết đó là có những cái trung tâm phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở cơ sở. Thì họ về đó họ sẽ tiếp tục tham gia những cái trung tâm đó, có sự quản lý của những cái tổ chức phi chính phủ và hỗ trợ tài trợ, và được cán bộ y tế địa phương lồng ghép giám sát quản lý. Mà cán bộ y tế đã được đào tạo tập huấn về phục hồi chức năng cơ bản ở cộng đồng, và tiếp tục tập hướng dẫn tập luyện cho bệnh nhân, những bệnh nhân này không nhưng riêng bệnh nhân tỷ sống mà những bệnh nhân tai biến cũng vậy, những trai mà bại não cũng vậy. Thì những cái tỉnh khác thì cũng đều có, nhưng mà không biết, thầy không biết được nhiều, nhưng mà riêng Quảng Ngãi, Quảng Nam là có rất là nhiều cái trung tâm ở những huyện, ở xã thì có những cái chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Thầy cũng thường xuyên đi công tác cơ sở về cộng đồng, do tổ chức, những tổ chức phi chính phủ nào mời về để tập huấn dẫn dạy cho cán bộ y tế ở cơ sở về tập phục hồi chức năng này. Nhưng là sau những bệnh nhân ở bệnh viện nào về lại cộng đồng thì gặp lại họ rất là nhiều lắm. Có những người thì họ vẫn duy trì tập thường xuyên, có những người thì họ đi, ví dụ những người mà họ không có điều kiện tập thì họ đi di chuyển bằng xe, mà
xe lan này hoặc là xe 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 đải á. Bây giờ cái loại xe đải không còn nữa, trước đây xe đải có rất là giá trị cho những bệnh nhân mà liệt tứ chi á, và sử dụng cả cái hai tay ở mức độ cho phép là di chuyển xe xe đải xe lan xe lắc á, gọi là xe lắc á. Mấy em biết xe lắc chưa? Xe lắc là cũng xe lan nhưng có cái tay lái phía trước á. Bây giờ lao này là không còn tài trợ nữa nên là cái xe rất là hiếm. Bệnh nhân là sử dụng cái xe đó họ di chuyển đi lại bằng xe lăn là chính. Họ có thể đi ra ngoài cộng đồng, họ hòa nhập cộng đồng, hộp hành hội hộp rồi bình thường lắm. Còn câu hỏi của nó không hề? Dạ hiện tại thì hết rồi thầy. Thế là cái gì đó thì nếu còn về nghiên cứu thêm, nếu có cần mày cần trao đổi thêm thì bữa sau hả, chủ nhật thứ bảy thì sao vậy? Dạ thầy cho lớp xin bài giảng với thầy. Dạ, email hôm bữa em có đưa cho thầy rồi thầy. Là dạ, để em gửi email lại cho thầy, cho em lớp em đã nhận được rồi thầy. Rồi, email thầy có rồi, ok. Dạ, để thầy gửi qua cho. Như vậy thì nếu không có câu hỏi nào trao đổi thêm thì chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé. Dạ lớp cảm ơn thầy nhiều ạ. Lớp chào thầy ạ. Rồi chào các em. Rồi, dạ, thầy gửi mail qua sao? Ok. Dạ. Bye.